Lần này để tiết kiệm thời gian và chi phí thì tụi mình đáp máy bay tới thẳng Đài Trung. Nhập cảnh xong thì hiện giờ là khoảng tầm 7 giờ rưỡi tối rồi. Xuống đến nơi thì ngửi thấy ngay mùi trứng trà quen thuộc nên bọn mình lao thẳng vào cửa hàng tiện lợi để mua bữa tối. Cửa hàng tiện lợi bên này thì cái gì cũng có và đồ thì rất là dễ ăn. Sân bay Đài Trung thì rất là nhỏ mà ngay khi bọn mình vừa mới mua đồ cửa hàng tiện lợi xong bước ra thì người ta đóng cửa luôn. Khúc này là khoảng 8 giờ tối là mọi thứ đã đóng cửa hết cả rồi. Sau đó thì tụi mình về khách sạn nghỉ ngơi, sáng hôm sau đi sớm thôi. Sau khi đi hơn 1 tiếng bus thì tụi mình đã tới Puli rồi nè. Tụi mình đến Puli để thăm trang trại cà phê của gia đình một người bạn. Ngay khi vừa tới nơi thì bố bạn ý và bạn ý đã đưa tụi mình đi ăn trưa. Đồ ăn trưa rất là ngon, đặc biệt là món rau bồ công anh xào. Ăn trưa xong thì chú chở tụi mình lên trên trang trại. Khúc này lên tới trên rừng, chú bảo là chú hạ kính xe cho hít thở không khí trong rừng và thực sự cảm giác rất là tuyệt vời luôn. Chú hái cà chua thân gỗ cho mình nè. Quả này mọi người bảo ở Đà Lạt ăn chán lắm nhưng ở bên này ngon cực kỳ. Nó có hương vị của các loại trái cây nhiệt đới, sau đó là có hậu vị của trái cà chua. Khúc này bạn mình dẫn đi xem cái khu vực mà nhà bạn ý trồng nấm. Những thân gỗ này đều là thân gỗ sồi đó ạ. So when it's broken it's better. This one and this one in the market, this one is more expensive than this one. Trồng nấm thì được nhiều tiền nhưng mà bố bạn ý không thích đốn cây nên là gia đình chỉ trồng chút chút vậy thôi. Bạn mình xào những cây nấm tươi vừa mới hái cùng với cả một chút dầu ăn và gừng. Trời ơi, đây là món nấm ngon nhất trên đời này. Nhà vệ sinh ở trên trang trại lộ thiên này, có view hay không nè. Đây là khu vực trồng đỗ của nhà bạn mình. Chỗ đỗ này thì đã thu hoạch được rồi và mọi người sẽ thu hoạch vào ngày hôm sau. Nhưng bạn mình bảo là ta không xào cho mày nữa đâu đấy. Trải nghiệm tuyệt vời bám trên nóc xe tải đi xuyên rừng như đi roller coaster đã có ai được thử chưa? Chú đưa tụi mình lên trên đỉnh núi ngắm hoàng hôn đẹp tuyệt vời. Bọn mình ăn tối ở một nhà hàng địa phương. Bạn mình bảo nhà hàng này đã có hàng chục năm rồi và bạn mình ăn từ khi còn rất là nhỏ. Ở đây bán các loại mì ăn kèm với cả thịt, lòng, rau, đậu phụ. Cái món đậu phụ kho kia đặc biệt rất rất là ngon. Đây là đậu đậu, bé chó của gia đình đang đưa tụi mình về khách sạn. Ngày hôm sau tụi mình đã quay về Đài Trung rồi nè. Không hiểu sao ở Đài Trung thấy có rất rất là nhiều biển hiệu tiếng Việt luôn. Tụi mình còn gặp rất là nhiều người Việt nữa. Buổi trưa tụi mình đi ăn chỗ ở Xuân Xuẩy Thám. Đây là cửa hàng mà họ nhận là cửa hàng đầu tiên tạo ra món trà sữa trân châu. Mình gọi hai loại trà là hồng trà sữa trân châu và một loại trà theo mùa là món trà sữa kiều mạch và hoa mộc. Cả hai món trà sữa đều rất ngon và không hề ngọt chút nào. Trà thì rất là thơm và đậm vị, trân châu thì dẻo, dai mà lại vẫn mềm. Vị sữa thì béo béo ngậy ngậy rất là ngon luôn.
Đồ ăn ở đây cũng khá là ổn áp nha mọi người. Mình rất là mê cái món hoành thánh với dầu ớt ở đây. Vỏ mỏng, juicy, quyện với cái vị dầu ớt cay cay tê tê ngon ơi là ngon. Hoặc cái món bánh khoai môn nhân trứng chảy này cũng rất là được khen nha. Mình thấy khá là ngon, vị ngọt vừa phải. Các món còn lại mình gọi ra thì mình không mê lắm nha, nhưng mà ăn cũng ok đấy. Ôi, em ơi. Rồi. Chi châu chay. Cảm ơn bạn Chi châu chay. Hello. Chào bạn. Chào với bạn. Ăn trưa xong thì tụi mình tới quán Specialty Coffee này để uống cà phê. Bồ mình thì gọi một bình pour over, còn mình thì gọi một cái món này nó giống như kiểu là đá bào ấy mọi người. Cái món đá bào này nó giống như là một cốc cà phê mocha hoặc là caramel macchiato ấy. Mình gọi caramel macchiato nhưng mà dở nha. Sau đấy tụi mình quay về check-in khách sạn rồi nghỉ ngơi một chút, tối lại đi chơi tiếp. Hôm nay tụi mình đi chợ đêm Phong Sha, nổi danh là chợ đêm lớn nhất của Đài Loan. Khai vị với món nấm đùi gà nướng. Nấm đùi gà nướng ở bên này cực kỳ ngon nha mọi người. Trời ơi, vừa ngọt vừa juicy. Cái mình thấy cái quầy mực nướng này trông tươi ngon quá. Mà đúng là tươi ngon thật nhá, rất là ngon luôn, rất là tươi, mực giòn, ngọt. Vòng trong chợ không hiểu sao có cái mùi thúi thúi ở đâu mà thực sự rất là thúi nha. Sau này mới phát hiện hóa ra là hàng đậu phụ thúi mọi người ạ. Thúi nhưng mà béo ngậy, quyện với sốt cay cay mặn mặn ngọt ngọt rất ngon luôn. Ngon hơn cả ở Việt Nam nhiều. Tụi mình có ăn cả thịt bò kho lửa với cả gà rán nữa, nhưng mà hai món này thì cá nhân mình không thích lắm. Ngày hôm sau tụi mình đi Miyahara, nó là một tiệm đồ ngọt rất là nổi tiếng ở Đài Trung. Tòa nhà này trước đây là viện mắt Miyahara, sau này được công ty này mua lại trở thành cửa tiệm bán đồ ngọt. Sở dĩ nơi này nổi tiếng như vậy vì mọi người nói rằng nơi này trông giống như trường Hogwarts ở ngoài đời thật. Mới đầu tháng 11 mà cửa tiệm này đã trang trí Giáng sinh rất là đẹp, kể cả các bạn bán hàng cũng mặc đồng phục của Giáng sinh nha. Đồ ngọt ở đây trông cũng vô cùng là bắt mắt luôn. Vì bên Miyahara không có chỗ để ngồi lại mà hàng kem ở bên đó thì rất là đông, nên tụi mình quyết định quay sang một cơ sở khác nằm ở ngay sát bên cạnh khách sạn của tụi mình đã thuê. Ở đây có thể xem được trực tiếp họ làm những cái phần ốc quế, bát ốc quế như thế nào này. Tụi mình gọi 3 scoop kem xong rồi được tặng thêm cả 3 phần topping nữa. Trời ơi, cái hộp kem nó to hơn cái mặt mình luôn á. Nhưng mà mình không mê kem ở đây đâu mọi người ạ. Ăn vị rất là bình thường, còn vị hơi ngọt nữa. Phần sandwich kẹp tonkatsu này thì lại rất là ngon nha. Ăn trưa xong tụi mình ra bến tàu tốc độ cao để đi Đài Bắc. Hẹn gặp lại mọi người ở vlog sau, sẽ là ở Đài Bắc nhé. Bye bye.